Luôn em chào mừng em đã quay lại với channel của mình. Quân Vương Trọng Sinh Thời Mạc Thế cho thi 400. Ông muốn xem full bộ thì liền nằm dưới phòng mô tả nhé. Chuyện này sao có thể? Sao lại không thể? Nguy rồi. Mà chỉ chống mặt một lúc, nói đôi lại là người có tư vị tinh thần gì cấp 4 thì có lẽ đã ngất đi một lúc rồi đấy. Chết tiệt là tinh thần của tên đó lại mạnh đến như vậy. Mờn trấn năng lượng. Vậy thì tao muốn xem mày có thể chịu đựng được mấy đầu. Một, nhìn dùng năng lực của mày đi, để cho cơ thể đó biến đi. Chỉ dùng năng lực tinh thần thôi thì không, thì tao không phải là đối thủ của hắn. Không làm được. Hai, tại sao lại không làm được? Để biến gì thì còn năng lượng cực lớn. Ôi, không phải mày có rất nhiều năng lượng đấy sao? Lúc trước thì toàn bộ năng lượng chủ yếu dùng để cung cấp cho việc hồi phục cơ thể của mày còn duy trì 2 tháng. Bà, mày... Ôi trời ơi, mẹ kiếp, ai bảo mày khôi phục chứ? Trời, mau rút năng lượng đó đã biến dị cho tao. Không sẽ chết đó. Có phải mày muốn chơi tao không? Chỉ chừng nữa bị tên đó chém chết rồi. Hay chỉ nhìn sức mạnh của tên này mà không hiểu hơn hồi tông cấp 4 thông qua một lần biến gì mà đã nâng cao được như thực lực đến như vậy, nhiều khi đúng là ngưỡng mộ cái đám con lây nhiễm đó. Tế bào cộng sinh không có thực lực mà muốn giết chết hắn thì chỉ có thể dùng lực tinh thần tách ra khỏi mảnh vẫn tinh thực. Những chuyện đó cần phải có thời gian, nhưng bây giờ muốn giải quyết bọn chúng thì chỉ có một cách: giết chết cái tinh còn lại, sau đó mang mạnh vẫn tinh thạch đi tìm Huyền Huyền. Nói như năng lượng ở trong đầu có hạn, theo như cách đánh hiện giờ thì nhiều nhất cũng chỉ là trụ được 10 phút. Nhưng nội dung chiêu hiểm này sẽ rút ngắn thời gian duy trì và chiến lực, phải tìm cơ hội diệt chết một trong một giây. Là tốt lắm, hình thái biến dị này rất thích hợp chiến đấu với hắn. Nếu như tiếp tục áp chế hắn thì tao sẽ tấn công. Đúng đấy, tấn công đi, mày sẽ chết đấy. Hả? Chết? Sức mạnh của hắn đến tụ tiền trên vũ khí, năng lượng vũ khí có hạn nhưng không thể chiến đấu liên tục. Bây giờ mày tấn công hắn thì hoàn toàn lực phản kích mày chắc rồi. Trạng thái bây giờ của tao vẫn là chém chết được gì sâu. Cơ thể của mày có thể khôi phục như cũ thì cũng là bị trọng thương. Người này sao liều mạnh đến như vậy chứ? Lùi về sau cách hắn ra 30 mét. Tên đó thận trọng rồi, vừa ấy rồi có phạm vi sát thương của mình. Lực áp chế này vì sao vậy? Sức mạnh của mình lại bắt đầu yếu đi rồi. Lợi tế bào cộng sinh nó lại làm gì rồi à? Đã tìm thấy tiêu vẫn chưa? Không thấy. Vừa nãy sau khi họp xong thì không thấy đâu nữa. Lẽ nào lại đi tìm đoàn? Vào lúc này không phải chứ? Dị năng điện lúc của tôi vì sao vậy nè? Còn đúng là áp chế dị năng xung quanh đối với chúng ta thì dám đi rồi. Vì thế dị năng của tôi mới bắt đầu tự động xuất hiện. Thì trở và trên người tôi đổi màu rồi, không trở thành bình thường rồi. Quầy trên người tôi cũng vậy, tôi bắt đầu trở lại bình thường rồi nè. Thì trưởng xảy ra chuyện lớn rồi, áp chế dị năng của rất nhiều người đã bị yếu đi. Hơn nữa da của mọi người đều trở thành bình thường. Nà đi, màu tập trung mọi người lại ra cửa lên mặt đất. Vâng, tốt quá rồi, chưa biết chừng lần này có thể quay trở lại mặt đất. Hả? Hợp tư, con tư của Tả Thiên Thực, mày ở đây làm gì vậy? Đi là chỗ này giao cho mọi người. Tôi đi tới hồ dưới đất một chuyến. Các cậu chỉ cần đưa mọi người rời khỏi đây, đừng có đi theo tôi. À đi đã. Con tự nó đâu rồi? Lực áp chế lại tăng lên rồi. Tới này điều động càng nhiều áp chế lực lên người mình sao? Nếu như vậy thì mình sẽ càng phải ý vào sức mạnh dư tích trữ ở trong đào. Thời gian tích tụ được vẫn còn ngắn đi. 30 mét là phạm vi sát thương của hắn. Dùng kỹ năng hệ tinh thần của mày tấn công hắn ở ngoài cự ly đó. Chuyện này mày cũng phải dạy tao sao? Đi. Tiếp nữa, tiếp tục tấn công, tiêu hao năng lượng của hắn. Kẻ thất bại chắc chắn là hắn.
Nhưng mà rõ ràng chúng ta đã chiếm ưu thế. Mới mày mà lại kêu tao giữ toàn cách cũ mồm lũ chuột hèn đó. Mày chiếm cứ cơ thể của tiền đó không phải là lựa chọn tốt đâu. Mạnh Vân Thạch, mày lấy được kiến thức, kỹ năng của hắn, nhưng cũng sẽ có được phương thức hành vi của con người. Mạnh Vân Thạch à, mày trước kia thì không thông mình lắm, nhưng chứ bây giờ mày hành động kích động, không lý trí. Bây giờ mày đã xuất hiện sự dao động tầm vì ý kiến của tao, mà đi kiên nhẫn với tình hình phát triển chậm. Nói cho cùng thì chúng ta cũng là ghen và đang lựa sinh mệnh của con người, nhưng cái khác thì chúng ta phải loại bỏ hết. Xì, còn biết phải nói như thế nào. So với việc này thảo luận về tao thì với những thứ không thực tế như thế này thì chỉ bằng hãy giúp tao giết chết cái tên đó nhìn một chút. Mày làm gì? Tinh thần lực phải giải phóng động điện chứ. Chỉ còn khiến cho hắn không thể tấn công được thì mày làm như vậy chỉ tiêu hao càng nhiều tức tinh thần của bản thân. Mày thì biết cái quái gì? Vừa nãy bên ngoài không phải rất ngông cuồng sao? Lão đầy thấy mày ngứa mắt từ lâu rồi. Bây giờ là lúc mày phải chết. Bỗng nhiên phát ra lực tinh thần nhiều hơn, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Tấn công rõ rệt như vậy, ngược lại là cần dễ tránh. Tả thiên thần cẩn thận. Vậy tao nghĩ sao mày lại ở đây? Tiêu Vân, mày là đồ khốn. Hỏi gì? Tránh ra, hả? Ôi, mày kiếp. À, màu áp chế hắn. Không làm được, năng lượng áp chế ba phần dùng ở trên người tên đó rồi. Lực áp chế trên đảo này bây giờ không còn đến một phần. Mày dùng 9 phần lực áp chế để đối phó với một mình hắn. Năm xưa, mày đối phó với tao cũng không dùng đến 9 phần. Đây là động cần thiết, sức bùng nổ của hắn đủ để giết chết mày. Biết ngay là mày không đáng tin mà. Lúc này đúng chỉ nên dựa vào bản thân. Phải cẩn thận điện lực của Tùng Nghị, không được đỡ bị hắn bắn điện vào. Tập 402. Sao anh lại tới đây? Tôi gặp con hamster của cậu. Tao mơ ở đâu? À còn biết lúc tôi bỗng nhiên không thấy thì no đâu nữa. Cậu thế nào rồi? Chiến lược của tên Tiêu Vân đó có vẻ như cao hơn tôi một chút. Không thể nào hại được hắn trong chốc lát. Sức mạnh của tôi hoàn toàn bị áp chế rồi, không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Nếu không phải có một số thủ đoạn thì không trụ được đến bây giờ. Rạc rối rồi, chỉ dựa vào hai chúng ta thì không thể đánh đâu. Không cần đánh, thắng chỉ kìm chân là được. Tàng bù đi tìm người rồi, đồng bọn của tôi không phải chỉ có một mình anh. À đúng vậy à, bạn gái của cậu cũng là cao thủ cấp 4 hành tự giá thực. Hả? Sao vậy? Hóa ra là hắn à, xem ra tên này sẽ không dễ dàng cho chúng ta gọi người rồi. Tả thiên thần đánh nhậu với mấy con lây nhiễm cấp 5. Nà đi, mau đi tìm cọc phí qua đây ngay. Đi, chúng ta xuống dưới đất. Đúng là đánh với trùm cuối mà. Hôm nay tính là gọi là bảo chấp rồi đó. Gần 30 chấp cơ mà. Tốc độ âm thanh tức thời, dĩ năng của chị dùng được rồi. Lực tinh thần áp chế trên đầu đã yếu đi rồi. Năng lực khôi phục được bao nhiêu? À cũng 5 phần, chị thì sao? À cũng tầm vậy. Cùng lên nào. Vâng. Nó đang đánh nhau với con người rồi. Quái vật bị kìm hãm rồi, mọi người mau lên. Chị Huyền à, đó không phải là người da xanh mà chị nói sao? Người da xanh? Em có một lát chị đi xem sao. À được. Đi đã. Sao mọi người lại ra ngoài? Con quái vật đó bị sao gì? À vết sẹo trên người chúng tôi đã biến mất rồi. Bây giờ mọi người đều chạy ra ngoài hết. Còn con quái vật đó thì nó vốn là người của chúng tôi. Hả? Những con quái vật lây nhiễm tập trung lại với nhau thì sẽ biến thành những quái vật. Lúc nãy trên đường đi, trong số chúng tôi có rất nhiều người bỗng nhiên không đi được nữa. Tiếp theo thì biến thành con lây nhiễm. Con quái vật hóa ra là do những người già sàn chuyển hóa dung hợp mà thành. Lý nào liên quan tới trận đấu của ta tiền thần? Mau rút đi, nếu không trận đấu tiếp theo sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người. À được, xem ra không đánh bại nó thì chúng ta sẽ không yên được. Thế nào? À, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi. Tôi thật là ngu ngốc, có nghĩ rằng kẻ khiến chúng tôi không có cách nào rời khỏi nơi quỷ quái này lại là con bạch tuộc.
Bây giờ mới biết mảnh vân thịt mới là nguồn của con tụi đồ. Cậu mau chạy đi, virus trong cơ thể tụi đang điên cuồng tàn phá. Chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ biến thành con lây nhiễm. Cố trụ đi, tôi có cách. Cậu đừng có hỏi gì hết, chỉ cần anh cố trụ là được. Mày làm gì? Toàn bộ phạm vi gây biến lên dị lên rồi. Cả đám người sống dưới hàng thì có khả năng một nửa sẽ là biến dị. Viện bệnh của con người đã bị tàu ngang lại rồi. Bây giờ chỉ còn từ từ giải quyết hắn. Vậy một con trời gì nữa? Lão tử đây muốn giết hắn từ lâu rồi. Bây giờ ra tay vẫn hơi nguy hiểm, để có qua đó. Mày phiền quá đi. Ở đâu ra mà nhiều cái nguy hiểm như vậy chứ? Đến sớm không đến thì muốn đánh đánh sao chứ? Cái tên dùng gì nàng điện đó rất là khá. Tao đang dẫn dụ hắn, chỉ cần tôi phục được hắn thì trận đấu này không còn nguy hiểm nữa. Hóa ra là vậy, mày có ý định lôi kéo Tùng Nghị. Không được, đến lúc đó thì 3-1. Chúng ta dù tá thiên thần có giỏi được cờ nào thì cũng dù với tôi. Thật sự tôi không trụ nổi nữa rồi, giết tôi đi. Tuy hơi vô dụng nhưng tốt hơn vẫn biến thành sân sống. Tôi đã nói rồi, cố trụ đi. Việc còn lại cứ giao cho tôi. Đó là... Đừng nói chuyện. Hãy nhớ tiếng đường đi có năng lượng này mà làm theo nó. Được. Đây là công pháp sao? Không chỉ nâng cao tốc độ ngưng tụ năng lượng mà ngay cả cản virus cũng tăng lên rõ rệt. Nếu mà biết sớm hơn một chút nữa thì... Tao biết rồi, ra tay ngăn hắn lại. Lão đầy biết ngay là cách đánh của mày không đáng tin cậy mà. Thời khắc quan trọng lại dựa vào thực lực để nói chuyện thôi. Tả thiên thần, tập trung tinh thần, vận hành cách thời, đừng có phân tâm. Ngu ngốc, bị thanh vũ khí đó đánh bị thương thì ta cũng dùng lượng năng lớn mới có thể cố phục nguyên dạng cho mày. Tránh độ tấn công của hắn đi, đừng để hắn chém thương. Ôi, ồn chết đi được. Mò kiếp, rốt cuộc là mày đánh hay là không đánh? Hôm nay chỉ cho mày thấy, lão đệ không cần mày giúp thì cũng có thể tiêu diệt được một chúng. Nhìn thấy chưa, đối phó với tầng rành này căn bản không cần phải vòng vèo làm cái gì. Chỉ cần lão đệ đánh trúng hắn một quả thì cái tên kia hắn chết không có chỗ chôn. Mau chạy đi. Hả? Rành còn báo ứng tới rồi. Do đánh trúng một quả có thể khiến tao chết không có chỗ chôn. Vậy thì nếu mày trúng một đạo của tao thì sao? Dò, 4-3. Ui, mau cứu tao. Ui, không kịp rồi. Mạng chấn năng lượng. Dò. Vừa nãy mày dùng mạng chấn năng lượng để cứu tao. Năng lượng đó mày lấy ra đâu vậy? Ở trước này mày không hề có chiêu này. Ngồi dùng năng lượng của mảnh vận thạch y áp chế bản thể của mày, đồng thời ta cũng lấy được gen của mày. Tao thiếp phương pháp ứng chiến khi đấu cẩn thận. Năng lực này của mày rất thích hợp. Cái lỗi nhà mày, làm gì cũng phải thích giấu chiều à. Mày giúp tao có vụ này đi. Lão đệ bây giờ sẽ đi tiêu diệt hắn. Thế nào? Đơn đến vừa nãy khiến cho năng lượng của vẫn đào tiêu hào đi mất một nửa. Nếu như lần sau rời tay không giết nổi hắn thì tôi sẽ mất hoàn toàn chiến lược. Virus biến dị được áp chế rồi chưa? Cá thể của... Trải qua trận vừa nãy, bọn chúng sẽ tận trọng hơn. Muốn tìm thấy điểm sơ hở của chúng sẽ không dễ dàng đâu. Đoạn tấn công của anh phải để lại một chốt. Tôi nghĩ cách để tìm cơ hội. Chúng ta không tìm thấy cơ hội nữa rồi. Tế bào gồm sinh đã dùng mặt trắng năng lượng lên rồi. Năng lượng của anh thiếu tính, tấn công chính diện không giải quyết nổi. Vậy anh cứ đứng sát bên cạnh tôi. Chỉ cần phòng thủ không tấn công, chỉ cần bọn chúng không ra khỏi màn chắn bảo vệ, tiến công của anh từ xa, tôi nghĩ có thể chống đỡ được. Còn kéo dài thời gian chờ đồng bộ sao? Nhưng bọn họ có lẽ bị giữ chân lại rồi. Người của tôi gọi đến giỏi hơn ông nghĩ rất nhiều đấy. Nổ. Lại khôi phục. Tôi thử lại lần nữa xem. Đừng lãng phí năng lượng nữa. Chúng ta đánh mấy giờ lần cũng vô ích thôi. Con lây nhiễm này chỉ là con rối trong cơ thể của nó, không có lỗi. Nhưng không có tinh thần, chỉ cần cung cấp năng lượng là có thể tổ hợp lại nhanh chóng. Nó một cách khác thì chỉ cần người khống chế còn nó đủ năng lượng thì trì hoãn thì có thể khiến cho nó không bị tiêu diệt. Chết tiệt, cứ bị bọn chúng kéo chừng như vậy, làm thế nào
chúng ta mới có thể đi tìm ảnh thiên thần được. Nói cho cùng thì hỏi lực của chúng ta vẫn hơi yếu. Nếu như bây giờ trạng thái của chúng ta tốt nhất, chỉ cần một người là có thể công chế được nó. À, Tần Vũ, con hỏi mày đi gọi có viện hay sao, quay lại làm gì? Viện binh không phải ở đây sao? Hóa lực không đủ dùng thì có thể dùng số lượng để bù vào. Cầu phí, thằng này đi tới lúc nào cũng là rất ngầu. Chỉ em đánh bên trái. Được. Tàn bộ vẫn đáng tin cậy nhất, chúng ta xông lên. Bọn họ tới kịp rồi. Con rối của tàu đã bị nằm tên có 4 tấn công. Bây giờ không còn nhiều năng lượng để giúp mày khôi phục cơ thể nữa. Cái gì, nằm tên cấp 4 sao? Sao có thể chứ? Mày tưởng người tiên hoa cấp 4 là rau cái hay dư thừa? Sao hắn tìm đâu ra nhiều cao thủ cấp 4 như vậy? Ây, tao còn biết rau cái mà mày nói là cái gì. Nhưng mà con rối của tao bây giờ cùng lắm chỉ trụ thức 10 phút thôi. Trong 10 phút nó còn tìm cách ra tay đột phó vì hắn thì ai chúng ta đều sẽ bị loài người giết chết. Lão đệ sẽ còn bị tên khốn Nani hại chết. Mấy cách gì không? Đương nhiên bây giờ mày lập tức cho cái đám tôi tới trong tám tập khùng mà mày không chế tấn công một chúng. Có sức mạnh đó thì đủ để kiếm chân một chúng rồi. Trạng thái bây giờ của tao không thể nào không chế được. Lúc đó chỉ có bản thể của mày mới có thể dùng năng lực được. Vậy thì đưa mạng lưới lực tinh thần của bọn chúng mà mày khống chế cho tao, tao sẽ giúp khống chế giúp mày. Chào mày, rồi sức mạnh mày có được hoàn toàn mạnh hơn tao. Tao chỉ mượn mạng lưới tinh thần khống chế bọn chúng mà thôi. Bản thân sức mạnh này vẫn thuộc về mày. Huống hồ lúc trước mày nói rồi, bây giờ không phải là lúc chúng ta nội đấu, phải quả quyết sạch bọn chúng. Xem ra cũng không còn cách nào khác. Bọn chúng đang làm gì vậy? Lâu như vậy chẳng kết thúc đồng kính gì cả. Không biết, vừa nãy dao động kỳ lạ đó hình như là lực tinh thần. Và lúc này hắn đem lực tinh thần truyền cho tế báo cộng sinh làm gì chứ? Đó là vì mày muốn khống chế một chúng tủ lưới mạng lực tinh thần sao? Phức tạp hơn ta tưởng nhiều đấy. Nói thua, để hoàn thành và mạng lưới tinh thần này, lão đệ đang ngủ sâu dưới đấy, biến họ tròn hài nằm đấy. Nếu như không phải mày nửa đường pha đám thì tao đã thành chúa tể của hoàng đảo này từ lâu rồi. Tốt lắm, vậy cái này đủ để đánh bại loài người ở bên ngoài. Chiều vàng truyền năng lượng cho nó. Không, đó là năng lực tinh thần. Đây là mạng lưới tinh thần mà ta đã mất 2 năm để xây dựng lên. Nó có thể công chế tất cả có người lây nhiễm ở trên đảo. Bây giờ cứu viện của chúng mày sẽ không tới nữa đâu. Mày làm cái gì vậy? Cẩn thận, đó là bảo tinh thần. Mày hủy nó rồi sao? Họa kiếp, mày đi rồi à? Hủy nó rồi thì làm sao có thể dấu chân được hắn chứ? Để xây dựng nó, tao đã mất 2 năm đấy. Mạng lưới lực tinh thần của mày chẳng có chút tác dụng gì với tao. Thứ tao cần là không có nó. Không có. Vạn kiếm quy tông. Nổ. Hay lắm, có tên nào sống lại cho tao xem. Đi thôi, đến lúc đi tìm tá thiên thần rồi. Đây, lợn sống vô mi. Xì, lái vào đúng lúc này. Mọi người lại ngăn cản lại sống vô mi. Tôi và làm xà sẽ cùng với tàng bù xuống dưới giúp tá thiên thần. À được, mọi nhìn kìa, bọn chúng dừng lại rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Tạm thời đừng có cử động. Những con lây nhiễm này có vấn đề. Ý thức của bọn chúng đã bị biến mất hết, giống như là đã chết rồi. Chết rồi. Từ từ dung hợp. 8 con. Từ ơi tự cho thấy, mỗi một con đều mạnh hơn con lúc trước. Mọi người đi trước đi, chúng tôi chặn cho. Không, chỉ dựa vào 3 người cây cậu thì không chặn nổi đâu. Mọi cái rốt cuộc mày định làm gì? Mạng lưới tinh thần có giới hạn. Có những sinh mệnh đó là cá thể được khống chế, căn bản không thể phát huy được giá trị lớn nhất của chúng. Nói cho cùng thì bản chất của sinh mệnh là gen, là sự tổ hợp sắp xếp của vật chất. Cho nên sinh vật cao cấp khống chế tất cả. Vì thế mày liên tục để lừa tao. Mục đích chính của mày là hủy hoại mạng lưới tinh thần của tao. 8 khu tập trung mà mày khống chế bị tao tập hợp thành tế mệnh sinh mới rồi. Khả năng chiến đấu vượt xa ban đầu.
dùng phương thức hiện thực hóa, hiệu quả và từng tiến hơn sẽ sử dụng chúng. Lấy nào công tốt hơn hay sao? 405. Hôm nay, cho dù chết thì cũng phải kéo mày chết cùng. Bọn chúng đánh nhau rượu, đừng có kích động tìm cơ hội. Lực tinh thần của tao bị khóa chặt rồi. Nếu mày không đồng ý hợp tác, vậy thì đưa vật chất trên người của mày cho tao dùng đi. Ra tay đi. Hắn. Tại sao lại biến thành cái bộ dạng đó? Tao đã chốt chức lại tất cả vật chất trong người ta của nó và tiết quản toàn bộ lực tinh thần. Trong quá trình này, ta đã phát hiện ra một bí mật của nó. Cô mật tục đó không phải là bản thể, trạng thái của ta bây giờ mới đúng. Nó là tiếp nối gen của con người. Một thể sinh mệnh mới do loài người chuyển hóa mà thành. Thứ tự gen của nó có vẻ như chỗ nào giống với mày. Thế nhưng quan hệ thống của loài người thì có lẽ phải gọi mày là bố. Thế nhưng quan hệ thống của mày, con người thì có thể gọi mày là bố. Không, không thể nào, sao lại là nó chứ? Rốt cuộc chuyện gì vậy? Đứa trẻ lấy nhiễm đó là con của anh sao? Không ngờ bí mật ngày hôm nay lại bị lộ ra bằng phương thức này. 5 năm trước, con lây nhiễm sơ sinh đuổi bọn tôi ra khỏi du thuyền chính là con trai ruột của tôi. Mẹ ruột của nó không phải là vợ của tôi, vì thế còn ai biết quan hệ của tôi và cô ấy. Nó đã bị lây nhiễm rồi, không thể giữ lại nữa. Anh vứt nó đi làm gì? Nó là con trai ruột của anh đấy. Anh không có đứa con như thế. Em tính táo lại một chút đi, nó đã bị thay ma rồi. Anh muốn nuôi một tay ma lớn lên sao? Em muốn bị nó cắn chết hay sao? Em mà kệ. Nó là đứa trẻ em sinh ra là con của em. Để có mở ai có thể mang đứa con của em đi được. Oa. Con ngon à? Đừng có khóc. À đúng rồi, ăn đi, ăn nhiều một chút. Ăn no rồi thì đừng có khóc. Ôi điên rồi, chắc chắn là em điên rồi. Tôi nghĩ nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, em chỉ còn tha cho anh đâu. Thì lúc đó em sẽ nói hết ra chuyện của chúng ta ra, để tất cả mọi người trên thuyền đều biết con người của thuyền trưởng chó má như anh thực sự bộ dạng như thế nào. Em... con riêng. Cô ấy từ đầu tới cuối đều không hờ nói cho người khác quan hệ giữa chúng tôi và cô ấy. Tôi sợ chuyện cô ấy có con riêng với bị người khác biết, vì thế đã đồng ý với cô ấy không dọn dẹp đứa trẻ đó. Vốn dĩ cho rằng tuy là con lây nhiễm nhưng một đứa trẻ trong một thời gian ngắn sẽ không gây ra nguy hiểm gì. Nhưng không ngờ rằng đến cuối cùng lại biến thành như vậy. Cần trên du thuyền là do tôi hại chết. Nếu không phải do tôi ích kỷ thì chúng tôi đã không rơi vào hoàn cảnh này. Tất cả chuyện này từ đầu tới cuối đều là do sai lầm của tôi. Tình cảm của con người thật là thú vị. Rõ ràng biết được là đứa trẻ như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà tình cảm lại không nỡ. Chỉ vì đã duy trừ ghen mà thôi. Không chỉ tao được một cái thì mới được. Nhưng tao cũng phải cảm ơn mày. Nếu nhỏ không trưởng thành lên thì tao cũng không thể có được lực tinh thần mạnh đến như vậy. Nếu mày gặp lại đứa con của bản thân, coi như quá tạ lễ của tao cho mày đấy. Khốn kiếp, tao liều với mày. Do không có thực thở. Quay lại. Không sao chứ? À vẫn ổn, xin lỗi, lúc nãy tôi kích động quá. Anh không còn phải xin lỗi tôi. Chỉ chúng ta cũng chỉ đơn thuần là quan hợp tác mà thôi. Nhưng anh thực sự có lỗi với chính những người đây sinh trên thuyền. Còn cả những đồng bọn luôn cùng anh sống dưới hầm hầm đó nữa. Người chết thì không thể nào bù đắp, anh cũng không xứng. Điều anh có thể làm chính là xử lý con lây nhiễm trước đi, trả lại oan đảo sự bình yên. Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Cơ thể của nó tương đối đặc biệt, cô đóng của tôi không chạm tới được, nhưng dòng điện thì có chút hiệu quả. Nhìn thấy rồi, nhưng vấn đề trước mắt của chúng ta là phải đối mặt nghiêm trọng hơn anh nghĩ đấy. Y lực mà như vậy, thủ đoạn tấn công của nó vượt xa tiêu vận lúc trước. Có lẽ chúng ta rất thể kéo dài thời gian đợi Huyền Huyền bò họ tới. Chúng mày vẫn muốn chiến với tàu sao? Tấn công, phòng ngự, sinh tồn, đợi lập phương diện này ta đều vượt xa hai bọn mày. Giờ rời đi thì mới là lựa chọn chính xác nhất của chúng mày, không phải sao? Sao nào mày muốn thả bọn tao đi? Tao không có ấn thú với vật chất trên người của chúng mày. Thứ tất cần đã được cả rồi, bây giờ bắt đầu ngủ sâu tiếp rồi. Ngủ sâu? Mày nên hiểu rằng
Đời nghĩ có tao có lợi cho chúng mày. Đừng để cảm xúc không thể chiến đấu với tao lại có lợi lộc gì cho cả hai bên. Lẽ nào mày nghĩ rằng hai bọn tao dễ lừa như vậy sao? Là để cho mày hấp thu sao? Đi chết đi. Cơ thể không phân tách được. Lên. Dùng dòng điện kéo dài từ dàn kiểm soát. Hiểu rồi. Tại sao? Tại sao cơ thể của tao lại không phân tách được? Không không. Là thanh vũ khí này nó nuốt đi năng lượng của tao. Tao độ phân tách bị chậm đi. Hả? Hây. Tao sẽ cho chúng mày có được sống rồi. Đây là bộ máy tự chuộc lấy. Chạy đi. Vừa nãy tại sao bọn dường tấn công nó vậy? Vì tên đó đang kéo dài thời gian. Làm gì có đạo lý quân địch chưa đi mà hắn đã vội ngủ sầu chứ? Huống hồ còn ngang nhiên nói cho chúng ta biết là không sợ chúng ta tập kích sao? Bây giờ hai chúng ta đã thoát khỏi phạm vi tấn công của nó. Nó lại không ngừng ra đồn tấn công. Bộ dạng đó của nó giống như là đang bảo vệ thứ gì đó, khiến chúng ta không thể đi vào được. Bảo vệ trong hang động này có gì đáng để bảo vệ sao? Quảng tinh thể 406. Lý nào nó muốn lợi dụng hoàng tinh thể để bản thân tiến hóa nữa? Nhưng mà chúng ta làm thế nào để ngăn chặn được nó? Đồn tấn công bình trồng liền hồi cường đại cao như vậy, chúng ta cho dù là biết nó đang bảo vệ hoàng tinh thể thì cũng không thể nào đi vào được. Tôi có một giả thuyết. Nếu như cược rằng nó đúng thì có thể cho chúng ta một cơ hội diệt nó. Nhưng tôi còn anh giúp đỡ. Cố chịu đựng đồn tấn công trong 10 giây. Anh có làm được không? 10 giây. Nhưng tấm chắn năng lượng bị nó nén lại cực kỳ sắc bén, đủ để cắt đứt và thậm chí là xương cốt quanh. Điều anh có thể làm chính là dùng dị năng dòng điện cố gắng chống chọi. Chỉ còn sai sót một chút thì sẽ thịt nát xương tan. Cậu tới đây thật sự là vì một mảnh vinh tinh thật đó sao? Thì tôi vẫn chưa rõ rốt cuộc cậu muốn làm gì. Nhưng có thể thấy cậu đã đặt cái tính mạng của mình vào trong đó đúng không? Cậu thực sự chỉ vì có được mảnh vấn thạch đó thôi sao? Vì nó mà ngay cả không tiếc tính mạng ư? Không phải anh cũng vậy sao? Lý nào anh đến đây sống đến chết vì tôi chỉ để ta lỗi thôi sao? Con lây nhiễm ngu ngốc bên kia tự cho mình là có thể nhìn thấu lòng người. Nó thực tế nó chẳng thấu được cái gì quá gì hết. Hôm nay hãy cho cái đồ dạy rách nó thấy thế nào gọi là mẹ kiếp bất ngờ. Mạnh quá. Tất cả đã làm loạn hết năng lượng trong đồng rồi. Ngay cả màn trán nó cũng đã phóng thích ra, cũng đã bị xuyên. 10 giây. Một hành động chẳng ý nghĩa gì hết. Đồng thì nhiều nhất có thể khống chế trong 2 giây. Sau đó thì thứ chào đón mày chính là cái chết. 2 giờ đủ để làm rất nhiều chuyện rồi. Mày làm cái gì vậy? Máu dừng tay. Ra tay đi. Được. 10. Nếu đã buộc chết, vậy thì tao sẽ tác thành cho mày. 9. 8. 6. 7. Mày không né sao? Tao đã hứa với cậu ta sẽ cố gắng 10 giây. Tao nỡ các anh em đã hy sinh. Cũng có lỗi với đồng bọn cùng bị nhốt trong động. Đó là lỗi của tao. Cũng là trách nhiệm mà thiên trưởng tao làm. Hôm nay cho dù có chết thì cũng tuyệt đối cùng ta cho mày. Đừng có mờ cơ hội của chúng mày chứ không thành công được đâu. Nhìn bộ dạng của mày đi, đã sẽ mày ngăn cản tao thế nào? 10 giây chắc là tới rồi. Đúng 10 giây xem ra tao đã cược đúng rồi. Không, không thể nào. Áp chế hết hiệu lực rồi. Áp chế hiệu lực rồi. Bất cứ loài người nào cũng không thể thoát khỏi áp chế môn trường của môn hòn đảo này. Sao mày làm được chứ? Mày là tế bào cộng sinh. Sự tiến hóa của mày phải dựa vào năng lượng của mảnh vẫn tinh thạch ban cho mày. Nhưng mà năng lượng của mày vốn dĩ là sự tạo túng của năng lượng hoang dã. Nói một cách khác thì năng lượng hoang dã mà mày có thì không chế được. Lớn cái nào thì sẽ mạnh hơn cái đó. Mà năng lượng hoang dã của mày nói cho cùng chính là hoàng tinh thể đúng không? Tao đoán mày lợi dụng năng lượng hoang dã này để nhốt những người già sành về dưới đồng.
Nguyên nhân chủ yếu là có lẽ họ đã hấp thụ không ít quang tinh thể. May vì không muốn cho bọn họ mà những năng lượng tinh thể hoang dã này đi, nên đã lựa chọn nhốt bọn họ đây. Đợi mày rút cạn năng lượng để đối phó với con bạch tuộc đó, mày sẽ giải quyết họ. Nơi như lúc trước mày không vội vàng đuổi bọn tao đi, thì có thể tao thực sự sẽ bỏ qua ý định bảo vệ quang tinh thể của mày. Có lẽ mày căn bản không sợ bị bại lộ, vì mày tự tin rằng trong tình huống tao bị ép chế căn bản không thể ngăn cản được mày. Nhưng mày không ngờ rằng tao vẫn còn vũ khí như vậy. Vũ khí của mày có thể phóng thích ra lĩnh vực, cũng có như mày không quá ngốc. Đầu tiên dùng vấn đạo bút năng lượng hoàng giả trong hoàng tinh thể, rồi lợi dụng lĩnh vực năng lượng trong vấn đạo phóng thích ra năng lượng hoàng giả cỡ nhỏ tụ vào bản thân tao. Như vậy thì áp chế của mày sẽ không có tác dụng với tao. Tuy biện pháp mày có tiêu hao lớn năng lượng, nhưng có thể không, những quả tinh thở này lại đầy bệnh thì đã đủ rồi. Có người xem ra tao đã hơi coi thường mày rồi đó. Mày chắc chắn là chỉ hơi thôi sao? Có biết vừa nãy vì sao lại nói mấy cái lời vô nghĩa với mày không? Vì ông đây sẽ chém cho mày nếm thử cái này. Đi. Lợi hại quá. Đây chính là toàn bộ thực lực của cậu ta sao? Một đao đã trực tiếp hủy đi cơ thể của con nhiễm đấy. Đừng có mất tập trung, nó không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy đâu. Cuộc chiến mới bắt đầu thôi. Tên này đã chịu đòn tấn công vừa nãy lại chẳng hờ hững gì hết. Đòn tấn công bình thường không có hiệu quả với tế bào cộng sinh. Tôi vùng đã mấy lần cũng chỉ có thể hủy hoại được cơ thể mà hắn tạo nên thôi. Muốn giết được hắn thì phải dùng tới lực tinh thần bốc hắn mảnh vẫn thạch trên người của hắn ra. Có còn tôi giúp không? Anh cứ bảo vệ bản thân mình là được rồi. Dùng năng lượng bảo vệ làn sóng xung kích. Năng lượng này cũng coi như là người nắm rõ. Còn người, mày là đối thủ đầu tiên mà ta còn dùng toàn bộ thế lực đội phó xem ra. Cho dù phải chấp nhận mạo hiểm kéo dài tốc độ tiến hóa, thì cũng phải giết chết mày tại đây. Chỉ cần dựa vào bộ giáp cường hóa trên người mà chắn được những đòn tấn công này ư? Năng lượng bảo vệ đã bị áp chế đến cực điểm, hắn lại chỉ dùng áo giáp là có thể chắn được. Lý nào thực lực tổng thể của con người này đã hoàn toàn vượt qua mình sao? Nếu là như vậy thì tiếp tục phóng ra mạnh hơn. Tả Thiên Thần, ta đang tiến lên phía trước. Rõ ràng mình đã dùng tất cả sức mạnh để tấn công hắn, lại không thể, không những không bị thương, ngược lại lại còn đang lại gắn mình. Con người này rốt cuộc lại có năng lực gì? Ui, đó là lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn có thể giảm đi ý vực đồ tấn công cũng phải chịu. Phản ứng cùng nhanh đấy. Lĩnh vực của tao có thể giảm một nửa cực độ mạnh của đoàn tấn công nhắm vào tao. Đoàn tấn công của mày tuy có không yếu, nhưng sau khi bị tiêu hào thì áo giáp cơ thể của tao hoàn toàn có thể chống lại được. Đương nhiên tao cũng không ngờ chỉ dựa vào nó mà có thể xử lý được mày. Nghĩ rồi phóng với lĩnh vực của hắn có thể mở rộng. Phải rời ngay thôi. Mày đi chạy sao? Yếu quá lĩnh vực của Tả Thiên Thần trong phạm vi lĩnh vực của năng lượng tiêu hào một nửa uy lực của đòn tấn công nhằm vào bản thân, tốc độ, sức mạnh, dị năng của bản thân tăng gấp đôi. 407. Đầu tiên, mày lấy hủy cả mảnh vỡ thật sâu. Con người, trả mảnh vỡ thật cho tao. Nếu không, tao chỉ công tác cho mày đâu. Nói cứ như là tao sẽ trả được cho mày thì mày sẽ tha cho tao vậy. Tiếp theo, tao sẽ lôi cả bản thể của mày ra từng chút một. Con người máu dần tay lại. Hòa thành công rồi. Được lên tiếng. Tên đó rất ngon cố. Muốn tách được nó ra thì tao phải dốc hết sức, không được phần tao một chút nào. Một khi cắt ngang thì công sức sẽ đổ sông đổ biển. Giờ tôi nhìn xung quanh, nhất định không được để thứ gì đó đến làm phiền tôi. Hiểu rồi. Con người chỉ dựa vào lực tinh thần của mày mà muốn lùi tao ra khỏi, ít nhất cũng phải chịu tới 3 ngày đi. Mày kiên trì được bao lâu vậy không? Mấy cái lời nhạt nhẽo thì đừng có nói nữa. 3 ngày cũng được, 3 năm cũng chả sao. Tao lì với mày thì cũng có thể lì lợm tới mày tới chết. Thế nào rồi?
Không còn cách nào khác, những quái quỷ này khó nhận hồn lực rất nhiều, khó nhận lắm mới quật ngã được nó. Chẳng bao lâu nữa nó lại khuất phục rồi. Nếu không phải một mình đến được bà con thì chúng tôi đến trụ cũng khó. Là do áp chế của môn đạo này quá mạnh, đặc thù của tôi đã bị áp chế ít hơn. Vì thế mới có thể phát huy được gần hết chiến lực cấp 4. Chúng ta đánh một chúng lần thứ 5 rồi đúng không? Từ mấy trận đấu này đã cho thấy quái vật này sau khi bị quật ngã thì đại khái còn còn 2 phút thì mới có thể hồi phục. Nếu như trận đấu tiếp theo chúng ta có thể nắm chắc được tỷ tấu thì có thể hoàn toàn tách ra người xuống dưới giúp tả thiên thần. Chiến lược của cô là mà như vậy ư? Mấy người chúng ta đánh hỗ trợ vì cô ấy cũng có thể giữ chân chúng. Nếu như vậy thì chị Huyền có thể đi xuống tham chiến được rồi. À không, người có thể xuống giúp ta thiền thần vào lúc này tốt nhất không phải là tôi. Là cô ta. Tôi sao? Đúng vậy, vì cô là người có thể phát huy chiến lược mạnh nhất trong số chúng ta. Vì thế mới có thể cho cô đi. Nhưng các cô phải làm thế nào? Vì tá thiên thần đang tham gia chiến đấu bên dưới chắc chắn là người hiểu hơn chúng ta. Chuyện này cũng là nghi nhận tôi phải ở lại. Tính tôi chính xác thời gian thì những quái vật này khôi phục. Từ đó nắm vững được tỷ tấu của chiến trường. Chỉ có thể giỏi về hệ tinh thần như tôi mới có thể làm được. Hiểu rồi, tạm biệt, dẫn ta xuống dưới đồng đi. À không gấp. Những quái vật này sau khi khôi phục các cô giúp tôi tranh thủ thời gian 3 phút. Tôi sẽ đưa cô là tới chỗ. À vâng. Cô muốn tôi hấp thụ hắn? Đúng vậy, cô hấp thụ hắn thì năng lực sẽ tăng mạnh lên. Lúc đó cô xuống dưới động mà chắc chắn thật sự được. Nhưng mà chuyện đây là ăn thịt người đó, tôi tên này cũng không còn là người nữa. Hơn nữa mọi chuyện hắn làm được trước cô quên rồi sao? Nếu không gặp chúng tôi thì chưa biết chừng đây bây giờ hắn đã ăn thịt cô rồi. À tôi biết, nhưng tôi vẫn không làm được. Từ ngày đầu tiên tôi biến thành tên này, tôi vẫn luôn khắc chế. Tôi cũng muốn ăn thịt người, càng không muốn bị dục vọng thèm mẫu không chế. Bao gồm vì tôi tới hoàng đảo này cũng vậy. Tôi chỉ muốn tránh xa con người một chút, tôi thực sự không làm được. Cô rất thích tả thiên thần đúng không? Thậm chí cô có thể nói là đã yêu nấy. À tôi không có, tôi chỉ sợ mọi người ngại ngùng. Cô tới hoàng đảo này ngồi vì muốn rời xa con người. Quan trọng nhất là không muốn để nấy tìm thấy cô đúng không? Cô là, chúng ta đều là phụ nữ thì rất hiểu phụ nữ. Cô lừa được bản thân, nhưng không lừa được tôi. Ánh mắt cô nhìn anh ấy đã bắn đứng cô rồi. Huyền Hiền à, cô hiểu nhầm rồi. Cô ấy đã cứu mạng tôi, cảm kích cô ấy, tôi yêu cô ấy. Nhưng tôi không muốn cướp cô ấy đi, thật đấy cô phải tìm tôi. À cô sai rồi. Không phải tôi muốn tìm bố chủ Huyền. Tôi chỉ muốn nói là cậu biết là tôi cũng yêu anh ấy. Vì anh ấy tôi nghi sinh tất cả. Nên hôm nay tôi là người phải đưa ra lựa chọn. Đừng nói là ăn thịt người, chứ dù lưu ý sạch hoàng đảo này tôi cũng sẽ không hề do dự. Tết này lát nữa sẽ tỉnh lại. Cô muốn dùng hắn để tiến hóa hay là không thì cô? Một canh giờ sau, nhìn thằng này cứ như là sô cô đang là tiến hóa cấp 5 vậy đó. Đã lâu như vậy rồi vẫn chưa xong sao? Lẽ nó thật sự giống như nó nói ít nhất phải mất 3 ngày. Nhưng nó thật sự còn 3 ngày ta thiên thần có trụ nổi không? Thành công rồi. Dòng điện, tên này từ khi nào lại biết năng lượng này rồi? Chuyện này không thể nào. Sao gì? Vì nàng dòng điện tới người hắn giống ý của tôi. Hắn đã học được dị năng của tôi. Nó đã học được dị năng sao? Sao có thể làm như vậy được? Có lẽ là nó có năng lực học dị năng của người khác. Năng lực lúc trước Tiêu Vận sử dụng tế bào cộng sinh thì luôn giữ chiều. Mà Tiêu Vận xíu chút nữa thì bị mình chém chết mới lôi ra sử dụng. Năng lực này có lẽ là át chiêu bài của nó, sẽ không thể dùng dạng lùi ra dùng. Năng lực được học được dị năng của đối thủ, chuyện này thật là khủng khiếp quá. Có lẽ không phải là trực tiếp học. Lúc trước anh đã bị nó dưới đáy hồ bị thương, có lẽ đó đã lấy được máu của anh. Hơn nữa năng lực biến thái này có lẽ có hạn chế gì đó. Nước có điện, tránh đi. Vị trí có thể đứng không được nhiều. Nếu như nó ra vài đầu nữa thì
ta chỉ có thể rút lui khởi động. 409. Tên này hơi cổ quái. Năng lực này nếu như dùng sớm thì chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Hoàn toàn không còn dự chiều đến bây giờ. Đây có lẽ chính là hạn chế của năng lực này của nó. Lúc trước anh bị thương ở đáy hồ, rốt cuộc đã bao lâu rồi? À, có 1 giờ, không 1 tiếng gì đó. 1 tiếng, có lẽ chính là thời gian học sau khi lấy được máu của anh chàng. Cũng có thể nói là tên này ngồi việc chống lại lực tinh thần của tôi thì còn tranh thủ phân tích máu của anh. Không chỉ có được thông tin này, không thể đủ để tìm thấy phương pháp đánh bại nó, mà hiện tại nó hoàn toàn ở vào thế thất bại rồi. Chỉ có dựa vào mình và tùng nghi, cùng lắm thì là kim chân nó, thì muốn giết được nó căn bản là không thể. Tôi nghĩ là chúng ta không thể nương tay nữa rồi. Đánh chết nó, đánh cho nó không đỡ nào đánh trả nổi. Xông lên. Dòng điện tăng cường sự ổn định của kim bảo vệ. Đoạn tấn công của mày không thể nào đánh vỡ được nó trong khoảng khắc được mà. Mà khoảng khắc đó, mặc dù để tàu tránh đi được, mày cũng không thể nào ghi hiếp nào đối với tao nữa. Tuy có thể lại gần tao có một chút đồng tĩnh trong môi trường có dòng điện, nhưng đòn tấn công của nó đã làm nước rung chuyển. Nhật đào đó đã mở ra con đường này, còn thu hút tình công của sự chú ý của tao. Thu hút sự chú ý của mày không chỉ có mình cầu tao đâu. Mày đang dùng năng lượng của mày để làm cho dòng điện của tao ư? Nguy rồi. Mày làm cái gì vậy? Phá hỏng mảnh vấn tịch, mày cũng không lấy được gì đâu. So với việc đã nó tồn tại giúp mày tiếp tục tiến hóa trên nguy hiểm hơn, thì trực tiếp hủy nó đi an toàn hơn nhiều. Hoặc là bây giờ mày có thể ra khỏi đó, tránh lãng phí bảo vật. Mọi người, tất cả những thứ tao mất đi, tao sẽ tìm nó từ chỗ mày để bù đắp. Loài người, tao thay đổi ý định rồi. Để chiến đấu với mày, tao sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng để tiến hóa phải dùng vật chất trên người chúng mày để tiến hành bổ sung. Cái lồng này lại có chức năng áp chế cường hóa, sức mạnh của mình lại bắt đầu bị áp chế rồi. Tính loài người này thật là thú vị, đến lúc này rồi mà vẫn có thể không mở cuộc sau. Chiếc lồng này đã dung hợp ra cái loại năng lực là dòng điện khi bảo vệ môi trường áp chế, mày chắc chắn là còn thoát ra nổi, nhưng cũng sẽ không đến nổi để mày đâu đứng đầu. Để tao đoán, mày định dẫn dụ tao lại gần đó, sau đó thì trình thủ tấn công tao đúng chưa? Tiếc là tao sẽ không bị mày lừa đâu. Tao sẽ nhẫn nại chờ đợi cho đến khi mày thực sự mất đi chiến đấu thì mày thôi. Tao đã xem thường mày quá rồi. Chiếc lồng này đúng là tao không làm gì được. Nhưng cả hai chuyện mà tao muốn được tình giáo một chút. Mày muốn giết tao, đâu cần phải đến gần tao thì chứ. Tao sẽ dùng đồ của mày để bù đắp cho sự tổn thất của tao. Đương nhiên sẽ không để cho dễ dàng mày chết từ từ. Cứ chờ đi. Bây giờ thứ tao có chính là thời gian. Viện binh của loài người tại sao lại không cảm nhận được? Đây chính là chuyện thứ hai tao muốn thỉnh giáo. Tao đang đợi quỷ. Mày đang đợi ai? Vậy mà tao lại không cảm nhận được sự xuất hiện của con người này. Không, mày không phải là loài người, mày rốt cuộc là gì? Trước đây, cô La tuy là có thể phát hiện được phần lớn thực lực, nhưng tôi đoạn nắp thì không xuất sắc cho lắm. Nhưng đội tập kích lần này, ngay cả tớ bào gồng sinh cũng không cảm nhận được sao. Cô đã hấp thụ thu giáp đen rồi. Ừ, lúc trước, cậu luôn giúp đỡ tôi, nhưng tôi lại luôn né tránh từ chỗ thay đổi. Nhưng lần này lựa chọn của cho bản thân tôi. Tôi còn sức mạnh của nó, như vậy mới có thể giúp được cậu. Dòng điện cường độ này trang phá cơ thể có thay đổi. Đối lại là mình có thể không trụ được mấy giây, nhưng cô ấy lại chống được lâu nhiều như vậy mà không hề mặc chút sức nạp. Bỏ quên sự tồn tại của tao rồi sao? Mày không cứu nổi bọn chúng đâu. Mau tránh ra. Giáp đen. Mày không hề bị thương. Cái lồng này không chỉ dung hợp dòng điện mà còn dung hợp lực tinh thần của nó. Dùng sức mạnh cơ bắp thì không phá được. Giả biết nó không phải là được rồi sao?
Vẫn của cụ bá đạo quá. Nhưng không ngờ cụ là sau khi hấp thụ giáp đèn, thực lực lại nâng cao nhiều đến như vậy. Không chỉ có thể giấu được cảm nhận của tế bào cộng sinh, còn có thể chống lại được dòng điện mạnh đến như vậy. Bây giờ cô ấy có thể nói là vô địch rồi. Cô ta muốn đập vỡ Mạnh Vân Tịch. Không được, nếu cứ như vậy thì bản thể của mình cũng sẽ cùng ý hủy hội mất. Mà kể mày là cái thá gì, chỉ cần mày ngăn cản tạo tiến hóa thì đều bị tiêu diệt. Áp lực chết đến nó mạnh hơn rồi. Tế bào cộng sinh đã tụ sức mạnh của tinh thần khoáng thạch tăng cường áp lực chế cho nó. Tên này đang dùng ác chiêu bài của chiến đấu rồi. Áp chế lực đã mất rồi. Không đúng, lực áp chế của hòn đảo này chẳng có tác dụng gì với cô ta cả. Nếu không thể áp chế vậy thì tấn công đánh bại từ chính diện đi. Dùng phương thức cực đoan nhất để cường hóa cơ thể của bản thân, lộ trình tiến hóa như vậy hoàn toàn khắc chế tất cả năng lực của mình. Cơ thể còn thích hợp, nhưng mình căn bản không thể nào thắng nổi sinh vật như vậy. Muốn chạy đi đã. Giống sô cù cấp 6 hay cấp 5 gì đấy, 4-0-10. Chiếc lồng này phân giải rồi. Tên này đã thu hồi phục từ tinh thần của bản thân. Chiếc lồng không đánh mà tự hỏng. Bỗng nhiên nó làm như vậy chắc chắn là gầm mưu gì khác. Chúng ta cùng nhau lên. Thế nào? Hơi kỳ lạ. Lúc trước có lực tinh thần mạnh không chế bọn chúng lại không ngừng tụ hợp lại, nhưng bây giờ thì biến mất rồi. Những quái vật như vậy không tổ chức lại mà vì đã mất đi khống chế. Lẽ nào trận chiến bên chỗ tiên tờ đã kết thúc rồi sao? Có lẽ không đơn giản như vậy đâu. Ờ? Mảnh vấn thạch đó. Tôi cảm thấy sức mạnh nó có phục lại một chút. Áp chế trong hoàng đảo có vẻ đột nhiên biến mất rồi. Trong ký ức mà Tàng Bờ chia sẻ cho tôi thì chính Mảnh Vân Thạch này đã đánh nhau với Tả Thiên Thần. Tên này có vẻ chính là nguồn gốc của áp lực chế trên hoàng đảo. Bây giờ có lẽ nó đã thu hồi hết toàn bộ sức mạnh để cường hóa bản thân rồi. Không thể không thừa nhận rằng loài người chúng mày đã tạo, đã cho tao một bài học. Chỉ dùng sức mạnh thôi thì còn đủ, còn phải phối hợp với cơ thể to lớn để làm đồ chứa được bọn chúng. Có lẽ vật chứa trên người chúng mày sẽ giúp cho sự tiến hóa của tàu càng thêm hoàn mỹ. Sức bùng nổ của tên này nhanh quá. Đòn vừa nãy nó đánh trúng có lẽ là sẽ bị thương nặng. Đồ xấu xí, xem đây. Như trận chiến của Sô Cu vậy. Đồ mạnh của cơ thể này đủ để chiến đấu với mấy con người rồi. Thì tiếc à, em tránh ra một chút đi. Cẩn thận bị tạt vào. À vâng. Là làm sao? Hiểu rồi. Mấy người lấy tốc độ làm sở trường sao? Nhưng cho dù nhanh cơ nào thì cũng sẽ không có cách giữa đó khác đó hành động. Chỉ cần thuộc quy luật hành động của cô ta là được. Bắt được ngươi rồi. Đợt tấn công như vậy vẫn còn phá được phòng ngự của tao. Lực tinh thần nổ. Thế nào thành công chưa? Vãi trời, vậy mà không làm tổn thương nó. Đến lượt tao rồi. Đến hết cả rồi. May mà đến kịp, không sao chứ. Lời do em làm tốt. Nếu không phải nhờ năng lực giáp đèn sau khi tiến hóa thì cô La cũng không thể nào chiến đấu giải quyết được bên dưới đồng nhanh đến như vậy. Vỗ tay, vỗ tay. Trong lương y của loài người có thể có nghĩa chào mừng đúng không? Chúng mày cho tao rất nhiều gợi ý. Bây giờ bỗng nhiên tao đã hiểu ra rằng con đường tiến hóa của tên đó cũng có chỗ đáng học tập. Tao đang nghĩ sai lầm của hắn có lẽ không phải là nằm ở vấn đề bản thân cơ thể tiến hóa, chỉ là loài người hắn chọn thực lực là không đủ ưu tú. Nhưng chúng mày thì khác. Sự quả quyết khi chiến đấu, sự điềm tĩnh khi phân tích,
Sự kiên định khi bị dồn vào đường cùng, có lẽ đó mới là nhân tố mà mày có thể đấu ngang sức với tao. Chúng mày rất giỏi, ghen kiếp kiến thức năng lực của chúng mày đều là thứ mà tao cần. Có được những thứ đó, tao có thể đi xa hơn trên con đường tiến hóa. Sức mạnh chống lại giáp đèn cờ cấp 4, lực phòng ngự đối đầu với bộ nổ của phỉ, tốc độ không hờ kèm nhỏ của nhục là lại có thể vì nàng nguy tố ở tinh thần, đồng thời có ham muốn cực lớn đối với ghen của con người. Tế bào cùng sinh bắt đầu bước trên con đường tiến hóa. Sói đơn độc rồi sao? Sói đơn độc là kiếp trước ta là tai họa bước vào thời kỳ biến động, thì bắt đầu xuất hiện lây nhiễm đặc biệt. Phương hướng tiến hóa toàn diện có thể sau khi dùng sâu hờ, thì loài người và con lây nhiễm đều là mồi sàng của nó. Đồng thời nó vô cùng thèm muốn ghen của người tiến hóa, thích sàng giết người con giả của loài người. Sự xuất hiện của sói đơn độc đã từng gây sự hỗn loạn lớn vào năm thứ 5 đến năm thứ 7 cùng mạc thế. Thậm chí là những con sói đơn độc này mà không ít thành vô cơ sở đã trực tiếp tàn ra. Những con sói đơn độc này không làm gì cả, chỉ truyền sang giết người tiến hóa từ cấp 4 trở lên, gây sự tổn thất cực lớn cho sự chiến đấu cao cấp của thành phố cơ sở. Nếu như tên này đi theo con đường sói đơn độc thực, thì có thể thử cách đánh nó, dùng tinh thần lực kết nối bởi chúng ta lại. Vâng, các vị chú ý, thả lỏng tinh thần của bản thân. Bây giờ tôi đang dùng lực tinh thần được hiện hiện để trao đổi với mọi người. Bản thân con lây nhiễm này là tế bào gồm sinh ký ở trong mảnh vân thạch. Bây giờ bất kể tấn công, phòng ngự, dị năng của nó đều hoàn toàn có thể áp chế chúng ta. Muốn đánh bại được nó thì chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Bắt đầu từ bây giờ, mô hành động của các vị đều phải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Hiểu rồi. Việc đầu tiên là áp phí phối hợp với tôi bắt đầu chế nhạo. Hả? Chính là kẻ sướng người họa đó, tốt nhất là khiến cho tên này ghét tôi, đuổi đánh tôi. À được rồi, để tôi thử xem. Này thì xấu xí, giá dây mày cũng to thật đấy, muốn nuốt cả xấu bồn tàu sao? Mày tính thiếu một đứa rồi. Ghen trên người của thứ đó cũng rất thú vị, chứ biết chừng có thể mang lại cho tàu một phương hướng tiến hóa càng thú vị hơn. Ôi trời, buồn cười chết đi được. Tàn bầu à, bạn nghe thấy chưa? Lần đầu tiên tao thấy con lây nhiễm lợi hại đến như vậy đó. Ai cái đầu xấu xí à? Mày nhìn cho rõ đi. Bay đến một à, mày đã nghĩ cái gì vậy? Hay là bọn tao nhường cho mày đi? Mày chạy trước 10 giây đi nha, thế nào? Ồ, mày cảm thấy kẻ con chạy bây giờ là tao sao? Chẳng bao lâu nữa thì chúng mày sẽ ra tay. Sẽ cái gì tao không nghe rõ. Loài người ta sẽ không bị mấy cái trò hạ cấp của chúng mày làm cho tức giận đời. Tấn công vị dưới của nó. Tới đi. Ây da, để tao nói hết đã. Anh nói nhảm nhiều quá, lão đây không muốn nghe. Tức quá mà không cho nói là rất là tức. Huyền Huyền, ngay bây giờ xong ngay đi. Lực tinh thần của tôi cộng hưởng thần bộ nổ của cầu phỉ, uy lực ít nhất phải gấp 3 lần lúc trước. Hắn đã bị thương rồi. Ban đầu vì năng lực toàn diện của sói đơn độc, mọi người tiến hóa bình thường rất khó để sống sót dưới sự sàn diệt của nó. Cho đến một khi có một cao thủ ở tinh thần đưa ra một cách gọi là giao tranh tổng, giống như trong liên quân vậy đó, đi lẻ là chết. Vì cao thủ này là một người chơi game online, trước khi tai họa đã xảy ra, trong mắt của hắn, sói đơn độc giống như đại boss, vừa có năng lực toàn diện vừa mạnh mẽ trong game. Còn người tiến hóa thì tình thông các hợ như người chơi game vậy. Chỉ cần kết 5 người tiến hóa trên nền đồng tâm hiệp lực, hoàn toàn có thể trị giết sói đơn độc. Nếu như đối phương phối hợp tốt và đầu ăn ý, có năng lực cao thì thậm chí có thể vượt qua kẻ săn mồi. Từ đó về sau, người tiến hóa bắt đầu tổ chức lại thành đội săn giết sói đơn độc tự phát, và bất kỳ chỗ nào xuất hiện sói đơn độc đều bị họ tìm tới. Dần dần sói đơn độc bộc trở nên gần như là tuyệt chủng.
Đội sân thông thường cần sự huấn luyện ăn ý bất rất lớn để đạt tới sự phối hợp hoàn hảo. Nhưng chúng ta có thể kết nối tinh thần của Huyền Huyền. Bước khó nhất này trở nên đơn giản đối với chúng ta. Thì nó đã bị thương, nhưng có lẽ sẽ khôi phục nhanh thôi. Chỉ như vậy vẫn chưa đủ tạo thành uy hiếp của nó. Không vội. Giao tranh tổng với sói đơn độc thì có 3 vấn đề trọng tâm. Một là phải giữ được lòng thù hận. Hai là phải quen về nguyên lý. Ba là phải chém giết vân vân. Chỉ cần làm tốt 3 điểm này thì tên này sớm muộn gì cũng phải chết. Huống hồ bước đầu tiên của chúng ta đã làm khá tốt rồi. Vào tranh tổng mới nhất luôn 42.